Hình như cô nhớ em học chung với lớp Trạng Nguyên đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Tốt quá, em giúp giùm cô đem bộ đồ này lên cho Hồng Nguyên đi. À nhưng hồi nãy như em thấy bạn Nguyên đi vào phòng y tế đó cô, mà không biết bạn Nguyên bị gì nữa. Cái gì? Ủa sáng nay nó còn khỏe lắm mà, sao lại xuống phòng y tế? Em cũng không biết nữa. Thôi được rồi, cô cảm ơn em nha, đưa lại cho cô đi. Dạ em chào cô. Cái thằng này, mới sáng sớm mà kiếm chuyện giả bộ xuống phòng y tế để ngủ hay gì vậy? Nguyên, bây giờ mẹ đếm 1 tới 3 mà con không dậy đi học là con biết tay mẹ nghe chưa? 1 2 3 Cái thằng này lì lắm. Lì lắm. Quang bị sốt, con đưa lên đây sao mẹ đánh nó? Con có sao không Quang? Con xin lỗi, con xin lỗi, con nhầm. Có đau lắm không bạn? Nói đi, sao bạn không nói? Tại vì cái ba lô của con để đây nè, mẹ cứ tưởng là của con không à. Sao không nói tôi nghe? Con đau lắm không Quang, con xin lỗi. Hả? Dạ? Sao chị đá chỗ đó của nó chứ? Bây giờ nói sao rồi? Chị đưa lại tới đây đi, em chụp CT cho. Dạ. Chị biết rồi, chị biết rồi. Vậy nha. Quang à, con còn đau lắm không? Con đợi cô chút xíu nha, cô lấy xe cô đưa con đi bệnh viện liền nha. Cô biết rồi. Nè, coi chừng thằng Quang nha. Mẹ lấy xe xong con đưa bạn xuống nha. Ê, 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 cái gì vậy? Cái cặp đâu? Cặp nè. Ở cặp tôi đâu? Ờ chết, tôi quên ở phòng y tế rồi. Bạn đợi đi, tôi vòng lại tôi lấy cho bạn nha, nha. Đứng này đợi tôi nha. Dạ nghe ba. Ê dạ, giờ con đang đau quá, con đang đi tới bệnh viện. Thôi nha ba. Nè em kia, cô đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, không được sử dụng điện thoại trong trường rồi mà. Dạ cô, vậy trong mặt em nè, chắc là em đã biết nếu nhà vi phạm nội quy thì sẽ bị trừng phạt như thế nào rồi chứ. Dạ nhưng mà em không nghe chưa, không nghe chưa, nghe chưa đâu, phải nhớ. Còn nữa, dạo này gần đây nghe nói là em bận rộn theo đuổi chị Bi cho nên học hành đã bị giảm sút trầm trọng, có đúng như vậy không? Dạ có. Em sao mà em không tỉnh ra hả? Em đau quá cô ơi. Con cái nữa hả? Cô giúp em nghe, nghe chưa, là mà em la như vậy hả? Đau phải nghe lời nè, đứng dậy đi, đừng dạng giờ nữa. Em sao vậy nè? Ê, ê tụi bay biết gì không? Gì? Thằng Quang nó xui quá trời luôn. Nó bị cô thể dục đá vào người. Đã vậy á, còn bị cô y phó nhéo đến bầm ngực. Phải đưa đi cấp cứu rồi đó. Trời sao ghê vậy? Chỗ đầu tiên là dùng ngực. Nhưng mà không sao đâu, sức thuốc vài ngày là hết à. Vậy hả bác sĩ? Còn chỗ thứ hai là dùng nhạy cảm. Đến siêu nhân bị đánh như vậy còn chịu không nổi nữa, huống hồ chi người thường. Lực tác động quá mạnh. Nhưng mà may mắn là không có sao. Lần sau càng lưu ý, đó là hai chỗ nhạy cảm, phải cẩn thận nghe chưa. Dạ cảm ơn bác sĩ. Quang à, cô xin lỗi em nha. Quang à, cho cô xin lỗi nha. Dạ, không sao đâu. Ây, trời ơi, con có sao không? Dạ, ba. Ây, con bị thương đây, đây hả? Ây, dạ, ba, con đau, đau. Ở đây nữa hả? Đau, dạ. Tại sao lại ra nông nổi như vậy chứ? Ai? Con nói cho bà nghe. Ai làm cho con bị thương vậy hả? Không có gì đâu ba. Dạ, chúng tôi xin lỗi. Hai cô làm con tôi bị thương hả? Hai cô nghĩ sao mà làm cho nó bị thương hai cái chỗ đó hả? Xin lỗi. Đau quá
sao đâu. Cả lớp nghe em. Cô chào các em. Mấy em ngồi xuống đi. Lớp học của chúng ta ngày hôm nay các bạn đi học có đầy đủ không? Dạ, dạ thưa cô, có bạn Kỳ Quang nghỉ đó cô. Bạn Kỳ Quang vẫn chưa khỏe. Phụ huynh có gọi điện thoại cho cô, nói là bạn ấy xin nghỉ vài ngày. Mấy em lấy vở ra học bài mới nha. Cô ơi, cô có thể tiết lộ cho em biết là bạn bị thương ở đâu không cô? Tập trung học bài đi nha. Có phải bạn ấy bị chỗ ấy vào ngực không cô? Cô đã nói với em như thế nào rồi? Bạn làm bài tập đi nha. Vậy bây giờ giải quyết cái chuyện này làm sao đây? Các cô tới đây đọc giùm tôi đi nè. Vậy là bây giờ các cô là thích nghe bằng tai hơn là đọc bằng mắt đúng không? Thôi được rồi, để tôi đọc cho mấy cô nghe. Vào ngày hôm qua, tại một trường cấp 3 ở Sài Gòn, một em học sinh bị bạo hành. Điều đáng buồn là người gây ra chính là hai giáo viên nữ của trường và cũng là thầy hiệu trưởng. Tin tức này em đã đọc rồi. Công nhận hai cô giỏi thiệt đó nha. Giờ hình ảnh của trường hơi bị đẹp lên nhiều rồi đó. Nhờ hai cô đó, tôi cảm ơn nha, tôi cảm ơn. Good, good, good. Mà tại sao hai cô lại cùng nhắm vào một học sinh để mà bạo hành là sao vậy? Mà thôi giờ cô qua tôi không nói đi. Còn cô hiệu phó, dù sao cũng đức cao vọng trọng. Mà tại sao tự nhiên cô lại dính vô cái chuyện này là sao? Thì tôi không hiểu luôn á. Tôi xin lỗi thầy. Giờ đây tôi không biết nói gì thêm nữa. Mới có công văn mời hai cô lên sở giáo dục, mau tới đó mà giải trình đi. Hả? Sở giáo dục? Sao các cô lại làm như vậy? Tôi xin lỗi. Các cô làm như vậy thì làm sao nói chuyện với học trò đây? Tôi xin lỗi. Ai đời lại đi đá học sinh như vậy? Tôi xin lỗi. Còn nhéo học sinh nữa. Tôi xin lỗi. Tôi đã tới sở giáo dục rồi thầy. Chưa xong đâu. 10 ngày nữa hai cô phải tới hội đồng kỷ luật. Với lại hội phụ huynh đang chờ ở bên phòng họp á. Qua bển mà xin lỗi họ đi. Dạ. Còn nữa, ngày mai thì hai cô tới hội giáo dục giới tính mà xin lỗi. Rồi ngày mốt đó tới xin lỗi ở hội giáo viên quận. Rồi nói chung là còn 12 chỗ nữa các cô phải đi đó. Đúng như thầy hiệu trưởng nói, sau đó mẹ và cô hiệu phó phải đi xin lỗi tận 12 nơi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.